Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Đi Đây Vọng Đây. Thì như hôm ở clip trước mình nói ha, mình sẽ làm thử cái combo để coi như thế nào các bạn, coi BOB có mạnh hay không. Đó, thì lần này thì mình làm về cây cung này nha các bạn, tại cây cung này khá là mạnh luôn á. Thực sự, đó là vậy. Rồi, đầu tiên là mình sẽ xài cây cung mình kết hợp với lại trái sừa spin đi nha các bạn. Đó, để coi cây cung với spin có hợp hay không. Xong rồi nếu mà không được á thì mình sẽ xài bằng trái mochi nha các bạn. Là trái mochi như mình nói đó. Trái mochi là cái trái mà gọi là combo, gọi là cực kỳ đỉnh cao luôn đó. Thì mình nói chung là cái này là mình kiểu mình BB kiểu cho các bạn coi cho vui thôi nha các bạn. Đó, kiểu vậy chứ không chứ các bạn kiểu đừng có mà có nhiều bạn sau OT á, đương nhiên là sẽ hay hơn mình rồi đó. Mấy bạn mà kiểu ham mấy 30m đó, sporty nhiều hơn mình thì tất nhiên các bạn đó combo hay hơn rồi đúng không. Còn này thì mình kiểu sáng tạo ra thôi. Thì các bạn nào muốn mình kiểu combo giữa trái nào với trái nào nữa thì các bạn comment bên dưới nha các bạn. Thí dụ như là cung với lại spin đó thì mình làm rồi đúng không, thì các bạn có thể cái khác là như là cung với băng hay là kiếm với lại cái gì đó, cái kiểu các bạn đó là vậy. Thì các bạn cùng em bên dưới nha, cái gì mình thử cho. Thì mình chỉ thử cho các bạn coi thôi, còn được hay không được thì tùy các bạn nữa, các bạn phải nhanh tay các kiểu nữa kìa. Rồi ha, thì bây giờ mình qua hải quân nha các bạn, chạy cho khỏi mất bao ti á. Cái thứ nhất, cái thứ hai là quánh mình bb ăn bo á, là mình sẽ sao ta kiểu máu đỏ á, là dừng nha các bạn, kiểu không bo không thôi nó mất OT luôn là vậy. Rồi đây bo combo mình nghĩ là như vậy nè. Đây mình kiểu vừa mới nghĩ à, tại vì cái chiêu này của từ để mình thử chiêu này nha, cái chiêu ít của Jesse Bing không biết có CC hay không á, kiểu vậy. Rồi đợi mình để hồi đã, coi chiêu ít có CC hay không nè. Đây không có nha bạn, chỉ có xuyên qua thôi à, rất là khó trúng luôn đó. Chỉ đúng một cái chiêu nè bạn, có đúng cái chiêu này là hợp lệ nè. Đó, có đúng chiêu này là hợp nữa bạn, là hợp lý luôn. Nhưng mà mình nghĩ là xài ít trước các bạn, ít. Từ từ, giờ mình ít thử dồn bo coi lướt được nha. Từ từ, để hồi. Rồi, lướt vòng vòng đây đi. Lướt thử đi. Lướt á. Đi bộ cũng được, lướt sao quá. Đi bộ, đi quay lại đi. Rồi lại nha. Bị đứng lại xíu nha bạn, bị đứng lại kiểu mấy giây á. Rồi, hợp lý rồi. Rồi, đây. Không nhảy được luôn nha bạn, rất là hay luôn. Mình có thể kết hợp với lại melee luôn nha bạn, là xài ba cái luôn á. Đây nha, thử lại nha. Đầu tiên chiêu này ít đây đó, hợp lý đó nhờ. Nhưng mà cái này là thực hành, cái này là bo đứng im nha bạn, còn bo nó nhảy là khác nữa nha. Rồi đi nè, đi bb nè, thì cái này là mình chế ra thôi nha bạn, chứ bạn nào kiểu bb hay hơn á, nhanh tay hơn thì may ra thì kịp đó là vậy. Rồi đi, và với lại là thằng bo hiện tại là nó cấp hơn mình rất là nhiều luôn nha bạn. Như vậy nó tới 1.900 lần, trời ơi mình mới có 1.600, hơn tới 300 cấp rồi, mấy bạn hiểu không, hơn biết bao nhiêu máu không. Thằng bo hiện tại là nó 10.000 máu rồi đó, mình có 8.000 đó là hiểu rồi đó. Nên cái này là mình bb cho vui nha bạn, chứ mình thua cấp là hiện tại là bb không lại rồi đó. Cái cấp rất là quan trọng nha bạn, kiểu vậy. Rồi bây giờ mình sẽ qua đấu trường đi qua đấu trường. Thì từ từ qua đấu trường đi, mình sẽ giao BB sao nhé bạn. Đó thì cái thể lệ BB thì như lục cũ thôi, cái đấu trường đó bên này nè. Đúng rồi, đi qua đi, đấu trường bên này nhìn đẹp hơn nè. Đấu trường chết không mất bao ti hả? Ồ ngon vậy, trời ơi vậy dễ rồi. Vậy mình qua hải tặc đi, qua hải tặc là bằng bo rồi nhé bạn, tại vì mình được búp thêm bằng cấp thằng bo đúng không, chứ không thôi mình bên hải quân là mình đâu đánh lại thằng bo đâu đúng không. Hợp lý. Rồi thì hiện tại là mình qua hải tặc rồi nè bạn. Đây 10m nha, thì 10m hình như là được búp khá là nhiều đó. Đây mình búp tới ok 25% phòng thủ, 16% đam lần nha bạn, đó cũng khá là ngon, là mình bằng thằng bo đó chứ, tại thằng bo nó hơn cấp mình quá mà. Trời đất ơi, nó hơn nó 10.000 máu là mình búp chắc cũng không bằng nó luôn á chứ, thiệt luôn á. Kiểu vậy, tại nó cũng có búp mà đúng không, thằng bom có búp mà đó. Rồi, để mình chạy qua đấu trường cái, để mình tí. Rồi thì hiện tại là mình đã tới đấu trường nhé bạn. Ui đấu trường bên này mới gọi là đẹp thiệt luôn bạn ơi, chuẩn đấu trường luôn á, đẹp thật sự, có khán giả cái kiểu ngồi nè, hợp lý. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô bb nha, hợp lý, đứng đây nè. Rồi đứng bệnh, ok chưa, 3, 2, u hay gì, 1, vô.
từ từ nha, rồi từ chưa quen nút lắm, từ từ để coi. Rồi ok, vô. Không nè, chú quên thế lời luật, từ từ, đứng im. Giờ giao luật nha, đầu tiên là không được xài V3. Không được xài V3 là một nè. Đó, thì thứ hai là không được xài 2 kiểu quan sát. Đó, là chỉ có hai cái thôi bạn. Nên với lại không được nhảy ra dòng nha bạn, nhảy ra dòng là tự thua luôn. Ok nha. Đó. Thì đây là luật kiểu luật mình kiểu giao ra vậy đánh cho nó nhanh đó bạn. Chứ mà kiểu có 2 kiểu quan sát rồi hợp đọc với 3 chỗ đánh. Đánh một trận chắc mình đánh một trận chắc 10 phút luôn á. Kiểu vậy. Rồi ha, bắt đầu nè. Nãy giờ hơi lo hơi nhiều rồi. 1 2 3 vô. Trời cái gì ố vậy? À. Trời đất ơi, hèn chi nãy giờ bắt hụt, bắt trúng của nó là body rồi. Rồi nha. 1 2 3 vô. Rồi nha, nha, thấy rồi nha. Dòng ngoài này nữa đúng không? Ok, rồi lại nè, 1 2 3. Ồ, dịch chuyển kịp nha bạn. Dịch chuyển kịp. Giỡn nè. Đẩy ra ngoài là không tính nha. Nếu mà đẩy ra ngoài là không tính nha bạn. Tại vì đẩy mà. Rồi, bo đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Ôi, xài động luôn kìa. Dí. Ủa, hụt. Ôi, trời ơi. Lướt ghê vậy. Lướt nè. Phải bắt nhanh. Bắt nhanh liền. Làm sao mà né kịp được. Ui, khó trúng nha mày. Hồi nãy là mình nói kiểu thực hành thôi thì hơi khó đó. Nhưng mà trúng đúng khó luôn á bạn. Không đùa đâu. Cái gì vậy? Cái gì một phát mình sắp tan rồi. Chấm hỏi. Ôi, tưởng nó hơn máu lời quá nha. Chấm hỏi luôn. Ây da, tụi mình lao vô chi vậy? Ây da, trúng chưa, đau chưa? Đau chưa? Ủa nó trâu thiệt luôn á mày. Áo thật sự. Hình như có nó sai không ta? Trâu dữ vậy? Trời ơi là trời. Giỡn nè, hụt ai hụt. Cái gì vậy? Chiêu gì vậy? Ồ, chiêu mắc má hả? Đẹp vậy? Được nha. Được nha. Hợp lý. Không sao, không có thua được. Ây da. Làm sao thua? Ui, mất chiêu luôn kìa. Ơi, kẹt nút luôn á. Ảo thiệt, mắc ma mạnh nha bạn. Ồ, được. Hợp lý. Mắc ma mạnh. Ây da. Thua rồi. Vậy là Jesse Bean không được nha bạn. Ok, không có OT. Hay. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy Mochi ra nha bạn. Đây, cái Mochi này nè. Đâu rồi? Rồi, Mochi. Ok. Vậy là cái spin combo cũng hơi khó hả bạn. Như mình nói đó, vô BB thì nó sẽ khác hơn một chút. Đó, không có đứng im cho mình đánh đâu. Kiểu vậy. Rồi bây giờ nè, Mochi nè. Rồi nha bạn, thì bây giờ mình sẽ báo thù nè. Đó, mình sẽ lấy trái Mochi của mình ra. Báo thù là được. Đây, vô. Mochi. Cái gì vậy? Đi ra vậy. Rồi, 2, 1. Vô. Eo. Ủa, biết ngay mà, hèn chi sao mà hụt được. Trời ơi. Lại. Rồi mất luôn chiêu V luôn. Giờ để hồi. Trời đất ơi. Lại nè. 1, thôi vô đi, chấp chiêu V á. 1, 2, 3, vô. Giỡn hả? Ui, tính ra melee này mạnh thiệt luôn bạn ơi. Ủa, cái melee này đúng ngon luôn á. Ngon thật sự. Đã. Chạy đâu? Trời, độc luôn. Trời, chơi cái dòng nhỏ này hợp lý hơn nè. Nhảy ra ngoài này khó quá. Dòng bự quá. Kiểu bự quá đó. Khó. Dũng liền, đau chưa? Giỡn. Cái melee đúng đã luôn trời. Chấm hỏi. Tính làm gì? Mochi này lăn qua được nha mày. Cái Mochi này thì lăn qua thôn qua dung nham luôn nên khá là ổn. Chạy đâu, đứng lại đây.
Đứng lại đây. Đứng lại đây. Đứng lại. Chạy đi đâu nè. Trời ơi. Chạy chạy chạy. Né né né. Sao mà trúng được. Bắt nè. Ây. Không mà đánh kiểu này cũng lâu rồi hết chưa. Kiểu này mà còn lâu nha. Mà các bạn còn kêu mà chơi kiểu Haki né với tộc nữa là đánh cực kỳ lâu luôn á. Thật sự. Đó thấy chưa. Mình đánh như vậy không là đã thấy lâu rồi đó. Thấy hơi cực luôn rồi đó. Tại cứ nhảy nhảy ra thằng bo nó cứ lướt lướt liên tục nè. Đó mình chơi đứng im mà mình cũng không có lướt nhiều. Cho nó dễ bê bê. Lướt nhiều quá cũng mệt. Rồi lại đây lại đây lại đây. Trời ơi. Chạy nè. Ôi. Nó không xài chiêu nó cứ lướt hoài à. Đánh vậy đúng lâu luôn á. Trời ơi quánh giùm cái. Đừng có chạy nữa. Trời ơi là trời. Trời ơi khổ thiệt. Đánh đúng lâu luôn á. Ừ thà chạy đi. Trời ơi đánh mà cứ chỉ vòng vòng hoài. Ủa cái gì mình bị kẹt nút hay gì ta. Không sao sao quánh đi quánh đi quánh đi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Đó nè nè. Nè nè nè. Đau chưa. Đau liền đau liền. Đau. Ghê vậy nhịn con chúng nè. Đứng lại coi. Đứng lại coi. Ủa đâu rồi. Vãi tiền. Rồi 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 rồi. Giỡn nè. Giỡn nè. Ủa đâu mất tiêu rồi không thấy gì vậy. Ủa. Trời ơi là trời. Lâu thiệt. Trời đất ơi. Bắt gì mà hụt. Rồi thì chắc mình giao luật lại nha mẹ. Lâu quá trời ơi. Mẹ mình kêu dưới ăn cơm rồi mà đánh kiểu này là thuê. Bây giờ mình giao nha. Chỉ trong vòng nhỏ này nha bạn. Đó. Cho dễ đánh. Chứ thôi là toan đó. Mẹ mình kêu dưới đó. Trời ơi. Ủa cội dưới này còn trong à. Rồi nha. Bây giờ chỉ cần lướt ra một cái là thua luôn nha. Lỡ tay lướt là thua luôn. Vậy cho nó nhanh. Đó. Hoặc là còn bị đẩy ra thì sẽ không tính ha. Ok ok lại nha. Nè. 1 2 3 vô. Trời ơi, vậy mà trúng không trúng kìa ảo vậy. Vậy mà không trúng kìa. Đó vô đúng rồi đó. Mình sẽ đợi đối phương vô nha bạn. Nhưng không thôi là mình chưa chạy. Hình như mình thua rồi đó bạn ơi. Hình như mình thua rồi, mình chấp nhận thua nha bạn. Mình nãy mình lướt nhầm rồi. Ôi, tiếp 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 tiếp. À, giờ vậy là bo thắng 1-0 nha, tiếp tục nha. 1 2 3 vô. Vô 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 vô. Trời ơi lỡ lướt ra ngoài nó chứ xàm thiệt sự. Đi ra. Nè. Ấy, mất chiêu. Ui, mất mau quánh mất chiêu luôn nha. Hay á. Được được được. À, ui. À, mất mau có chịu nha, đứng ở trong bị đứng kìa. Trời ơi, mình không di chuyển được luôn. Dịch chuyển đi đâu? Dịch chuyển đi đâu? Rồi ấy. Ừ, được 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 được, hợp lý hợp lý hợp lý. Đó. Mình đẩy đối phương ra ngoài là mình phải kiểu mình chơi fair play á bạn, là mình đợi đối phương đi vô đi quánh tiếp hiểu không? Thì mình lướt ra ngoài nè. Đó là vậy chứ mình không có kiểu đợi con bo đang đi vô mình quánh đâu. Phải fair play. Đó, mình đẩy ra mình đợi vô nè. Đó, quánh tiếp nè. Rồi chịu hết nổi là gì? Hồi nãy lướt vòng 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 khó chịu thôi. Rồi chịu hết nổi đúng không? Nhưng mà cái cung này cũng bo vẫn hơi khó hả bạn. Cái cung này thì bạn nào mới gọi là best xài cung á, xài gin á thì các bạn chỉ mình ha. Chứ cung này mình chịu chứ mình chơi toàn mochi không à. Nếu combo á. Đó, nếu combo thì mình toàn chơi mochi không à. Đứng lại đây cái coi. Rồi nha. Rồi nha. Ui ui ghê cái gì. Ui chết 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 chết. Ôi trời 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 trời. Ghê hả? Ghê hả? Rồi ha bạn. Thì thôi chắc mình nghĩ chắc kết thúc clip tại đây. Thì các bạn đã thấy hay nhưng xin một like, một subscribe cho mình có động lực làm những clip hay nữa. Bây giờ thì bye bye.